cả nhà, đây là Nhân Tài Đại Việt, nơi chúng tớ thậm chí còn không thể nấu cơm bằng cách sử dụng nồi cơm điện, không có tivi hay điện thoại thông minh. Chúng tớ chỉ có món quà độc đáo cho fan cuồng mà thôi. Đó là những câu chuyện cảm lạnh, hài hước, vui nhộn, tình cảm, mang tính giải trí. Nếu chúng ta cùng nhau đạt được 1 triệu người đăng ký, chúng tớ sẽ tổ chức một sự kiện dành tặng những món quà có in hình của mình trong Nhân Tài Đại Việt dành cho các bạn. Và đừng quên, mỗi like, mỗi đăng ký mới của các bạn chính là một lần động viên dành cho chúng tớ đấy nhé. Đó cũng là cách chúng tớ thưởng thức sự cống hiến của các bạn. Bây giờ, hãy nhanh tay đăng ký và like để giúp chúng tớ đạt được mục tiêu, có thêm nhiều niềm vui bất ngờ. Trong tháng 1, sẽ có 50 phần quà dành cho các bạn nhanh chân bình luận, chia sẻ, tương tác đều trên kênh nữa đấy. Ngoài ra, ngày 1 tháng 1 năm 2024, chúng tớ sẽ ra mắt Nhân Tài Đại Việt mùa 2 với tiêu đề Đại Náo Kinh Thành. Đội nhân tài chúng tớ gồm Hồng Xiêm, Na, Xoài, Mít Mật sẽ lên kinh thành. Bật mí chút nhé, sẽ được vào ý kiến nhà vua, giúp vua giải quyết các thế lực thù địch trong và ngoài quốc gia. Những vụ án ly kỳ nhiều khi sẽ có sự nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì các bạn, vì các fan, chúng tớ sẽ cố gắng. Hy vọng các bạn ủng hộ chúng tớ đạt được mục tiêu cho đầu năm tới là 1 triệu đăng ký, giúp chúng tớ được lan tỏa đến nhiều bạn khác trên khắp cả nước và thế giới biết đến. Nếu đạt mục tiêu trên, chúng tớ sẽ đưa các bạn đi phiêu lưu vòng quanh thế giới, các thế giới thần bí, vô cùng kỳ diệu. Mỗi tập phim đó chính là sự trưởng thành của chúng tớ. Cảm ơn sự tin yêu của các bạn, yêu các bạn rất nhiều. Nhớ bấm đăng ký kênh và để chuông nhận thông báo nhé mọi người. Người có chuyện gì vậy? Bẩm quan, có ma, con phải chạy trước đây ạ. Hà cớ gì mà người dân lại kinh hãi thế kìa? Chúng ta cùng đi xem có chuyện gì bí ẩn ở đằng sau. Vâng ạ. Bà lão, quan hãy dọn hàng. Có quan lớn, thần trình đến đây có chuyện gì vậy ạ? Trên đường ta đi qua đây, ta thấy dân làng này hoảng loạn chạy khiếp hồn bạt vía. Hỏi thì thấy bảo là có ma. Vậy là cớ gì? Dạ bẩm quan, quả đúng là có ma thật ạ. Chuyện chẳng là... Dạ chăm sự nhờ thầy, con trai của tôi đã ốm ly bì suốt một tuần qua, dùng thuốc thầy lang rồi mà không ăn thua. Chỉ cần chữa được bệnh cho con trai tôi, bao nhiêu công cảm ơn tôi cũng chịu. Không hay rồi. Vì con bà đi chơi đêm nên đã va phải một linh hồn trinh nữ. Thấy hợp vía nên cô ta đã đi theo con bà để hành hạ. Giờ chỉ có ta mới có cách trừ tà. Nhưng phải mất 1 lượng vàng. Những 1 lượng vàng sao? Chẳng nhẽ là hồn ma kia. Ui, chăm sự con nhờ cả thầy. Thầy đuổi giúp con hồn ma đi khỏi đây với ạ. Vậy tối nay tôi sẽ làm phép đuổi hồn ma cho nhà bà. Ma ơi, mẹ ơi, có ma. Mẹ ơi, có ma kìa. Ma đấy ơi. Chuyện là vậy đấy thưa quan lớn. Có ma thật à? Vậy đêm nay chúng ta sẽ ngủ tại làng đông này, để mai xem thực hư mọi chuyện thế nào. Dạ, kính chào quan lớn ạ. Dạ, quan lớn giá lâm có chuyện gì ạ? Hôm qua ta nghe nói làng này có con ma trinh nữ ở gốc cây cổ thụ sau nhà của nhà ngươi. Nay ta đến hỏi rõ xem ngọn ngành sự việc như thế nào. Chúng ta thử đi xem có gì hay ho không nhé. Ủa?
Ma mà cũng nặng ký như tớ thế này cơ à? Chúng ta thử lần theo dấu chân đi. Ôi, khổ thân chúng mày. Cậu đang kêu khổ thân cái gì vậy? Đây này, tôi thấy khổ thân mấy con đom đóm chết ở đây này. À, tớ hiểu ra rồi. Nghe nói hôm qua nhà ngươi đã đuổi được con ma trinh nữ ra khỏi con trai của bà mẹt. Dạ vâng, đúng vậy ạ. Từ lúc sinh ra đến giờ, ta chưa từng được nhìn thấy ma, nên rất tò mò. Ngươi có thể làm phép cho con ma hiện ra lần nữa được không? Nếu ngươi gọi được con ma xuất hiện lần nữa, ta sẽ ban thưởng cho ngươi 10 lượng vàng. Dạ, 10 lượng vàng? Dạ, quan nói thật chứ ạ? Chẳng nhẽ ta lại bỡn ngươi. Dạ, con sẽ cố hết sức thử xem sao ạ. Ông làm gì ở đây mà lén lút thật thò thế? Ông đang ôm cái gì trong tay thế kia? Nhãi danh, ta là thầy lang thì tất nhiên là ôm bọc thuốc rồi. Ngươi tò mò cái gì chứ? Ma kìa! Đây chính là con ma trinh nữ sao? Dạ bẩm quan, đây chính là mánh khóe giả ma của thầy bói và thầy lang ạ. Ngươi làm sao mà biết được? Đáng chết! Các ngươi dám bày trò để lấy tiền chữa bệnh của nhà bà mẹ. Không những thế, còn lừa bịp dân làng mua bùa chú của mình. Tội này không thể tha. Các ông không chữa được bệnh cho con trai bà mẹ, lại còn dùng mê tín dị đoan để lừa bịp mọi người. Thầy lang đóng giả ma, vụt qua cửa sổ bà mẹ để bà mẹ tin rằng có ma. Nhưng làm gì có con ma nào lại có dấu chân cơ chứ? Chưa hết, thầy lang và thầy bói còn bắt tay nhau tạo nên màn đuổi ma ra khỏi cây cổ thụ. Thực chất là một người diễn kịch, một người đằng sau gốc cây thả bọc vải có chứa đàn đom đóm. Sau đó chùm miếng vải trắng lên trên, đàn đom đóm bị kích động phát sáng và bay lên bầu trời. Như vậy là con ma ở gốc cây đã đi mất. Xin quan lớn tha mạng ạ, chúng con chừa rồi ạ. Lần sau chúng con không dám nữa, dạ xin quan lớn tha mạng ạ. May có đám trẻ làng Hạ thông minh đã phát hiện ra âm mưu xấu xa của các ngươi. Lính đâu? Bắt chúng lại, đưa lên quan phủ trị tội. Hãy nhớ rằng lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát.